Với cái máy Genoa 32cc mình đang cầm trên tay, trang bị cho các loại tàu điều khiển từ xa, trung bình dài là 120cm, tức là 1m2 đấy, như bên mình đang bán. Thì có thể ai đó cũng không rõ thế chạy bằng xăng mà xăng gì, mình cũng mô tả luôn. Đây là loại động cơ sử dụng xăng A9295, bạn có thể ra cây xăng mua, mang cái bình này ra mua, đổ xăng vào đây, đem về và pha với nhớt 2 thì. Lưu ý, nhớt 2 thì pha vào theo đúng tỷ lệ. Cái tỷ lệ thì tí xíu nữa mình sẽ hướng dẫn ngay lập tức, là đổ vào máy này là chơi. Thế thì cái máy này pha với tỷ lệ, với xăng, pha xăng tỷ lệ như thế nào thì mình sẽ nói rõ luôn để cho các bạn làm cho nó được chính xác. Nhớt 2 thì ấy, ở Việt Nam mình có đa số là nhớt chất lượng kém lắm, có thể dùng cái từ chính xác nó là hàng giả. Vì thế nó sẽ, vì cái tua máy này rất là cao nên là lúc nào nó cũng chạy tua cao rẻ dữ lắm. Mà mình xài nhớt giỏm á, thứ nhất là khó nổ máy nè, thứ hai là nó không bảo vệ được máy ở lúc ở tua cao. Chạy chậm chậm thì không sao đó, nhưng mà chạy đua là không được. Mà cái tàu của mình là chạy lúc nào cũng hết ga đó, nói chung là không đua với ai thôi, nhưng mà chạy một mình cũng chạy hết ga, cho nên nó cần phải nhớt xịn. Mình sẽ mô tả rằng là như vậy cho nên các bạn hình dung. Nếu mà mình mua nhớt 2 thì mà loại xịn thì giá ít nhất phải là 500 ngàn đồng trở lên cho 1 lít. Trung bình là khoảng cỡ trên 5-600 ngàn đồng cho 1 lít nhớt. Thì bạn sẽ pha với 3% nhớt cho xăng nếu xài nhớt xịn. Và nếu bạn xài nhớt thị trường, tức là mua ở ngoài chợ hay là mua mấy cây xăng EC gì đấy, loại mà dưới 200 ngàn đồng thì bạn phải pha tối thiểu là 5%, đừng có pha nhiều hơn. Có nghĩa là nếu như mà bạn pha với 3 lít xăng ra cây xăng của bình này nha, 3 lít thì bạn pha với nhớt xịn á là chỉ có 90cc thôi. Mà nếu như mình pha với là nhớt thị trường, mình không nói là nhớt giả, là nhớt xấu, nhưng mà là nhớt thị trường, thì bạn phải pha với tối thiểu là 150ml nhớt. Nghĩa là một bình 3 lít xăng thì pha như cái tỷ lệ mình đang nói ở đây. Như thế thì cái máy nó mới ổn định và chạy tốt được. Và mình thật sự khuyến cáo các bạn, bình nhớt đấy mà 500-600 nghìn nó đắt thật, nhưng mà bù lại tỷ lệ nó có một nửa đấy, nó không, nó pha không có nhiều, cho nên nó lâu lắm nó mới hết. Mình mua bình nhớt xịn xài cho nó ngon thì nó sẽ an toàn hơn nhiều. Còn nếu mà mình gấp quá, mình không có nhớt, mình ra cây xăng hay bất cứ tiệm mà bán xe máy nào đó mình mua nhớt 2 thì mình cứ pha nó thêm một tí để cho nó an toàn, để cái máy nó chạy được ok. Đấy, thì để nhắc nhở lại như thế cho các bạn đừng có nhầm lẫn là tự pha nó như thế nào. Rồi nhiều lúc mình pha nhiều nhớt quá là nó đặt luôn, cái máy nó chạy không được. Thậm chí là khi mà cái nhớt mà nó nhiều quá mà nó không đốt cháy hết ở trong buồng đốt á, thì nó sẽ đọng lại dưới cái lốc máy á, đây này, nó nằm dưới bên trong mà dưới này này, cho nên là nó sẽ nghẹt lại, nó sẽ rất là khó nổ máy, và trong lúc đó thì khói nó sẽ ra rất là nhiều. Nếu mà khói nhiều thì cái tàu chạy cũng không ngon, ào 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 mà cũng rất là khó chỉnh xăng. Nên các bạn lưu ý pha đúng tỷ lệ giúp mình. Đấy, với con số như thế này, nhớt xịn 500 ngàn thì 3%, mà nhớt thị trường thì từ 5% trở lên cho tới 6% là tối đa, không nên nhiều hơn. Cảm ơn các bạn đã lưu tâm để đảm bảo được là các bạn sẽ làm chính xác và đi chơi tàu nó thiệt là ngon lành, máy dễ nổ và lúc nào dịch cũng nổ hết. Xin chào.